Mấy anh chị có sống ở hẻm chưa? Bất cứ con hẻm nào của Sài Gòn cũng chứa đựng vạn điều kỳ thú trong đó. Mà hẻm tôi vui nhất nha. Ở đây bà con chồng xóm ai cũng yêu thương nhau, coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình vậy đó. Nói thiệt đó, ngày này muốn dọn là sao mày? Cặp đôi hạnh phúc đó là ba má của một ngày nè. Thằng Tuấn đích bự, đó là bạn chí cốt con út nhà tôi, con bù tọ. Con nít sớm lao động mà nó quậy sanh bệnh. Nhìn mặt nó đi. Đó, nó đụng tao mà nó còn nhìn nữa kìa. Đó, thấy không? Đó, đụng nữa đó. Thấy nó chạy mà tôi sanh hận. Chắc nó nghĩ trong xóm ai cũng rảnh như nó. Đời đâu có vậy con. Đây, con ruột chị hai tôi, chúa tể môi giới bất động sản Bình Lợi. Chó! Mày tin tao đạp mà giống trái banh không mày hả? Hả? Không có nó trái banh tôi kìa. Người đàn bà bự con này là ai đây? Chị ruột tôi đó. Má Bình Lợi. Tao đánh mày thêm. Trong xóm bà không ưa ai hết. Mà cũng không ai ưa bà. Cái gì vậy con? Thằng Bị Liễn này là thằng phú em tôi luôn. Trời ơi, chị hai sao chị chọi em vậy? Tội nghiệp, bình thường nó ít nói lắm. Bị trong gia đình nó không có tiếng nói. Nó bị quỷ này dành nè. Chị bị điên à? Chị làm đi, chị phải chọi cái mất dép vào mặt chồng em. Còn anh, vợ thằng phú, nữ hoàng tấp lô. Chồng mày nó xui quá hả? Hổn, không ai hổn lợn. Đồ quà đó coi. Đây, tôi nè. Ê kia mày né ra coi. Đó, đây mấy tư nè. Bớt đá lại. Mày mà rối hết nguyên sớm. Ba sang, trong bộ tứ anh em giàu sang phú quý mà nghèo thấy bà nội. Mày bớt quánh nó lợ. Không thôi tôi đập mày sanh bệnh á. Thôi về chú tể bao đồng ra rồi, làm không có lợi ông đâu. Nhanh vậy.